Xin chào anh em, chào anh em đã quay trở lại với em Tùng Audio. Tiếp tục lên đường mẫu DBX H860 cho anh em khách hàng. Hôm nay thì cũng nhận được rất nhiều đơn hàng của anh em khách với mẫu quản lý nguồn DBX H860. Và em Tùng thì đang cho đụng kỹ thuật nhân viên kiểm tra lại một lần nữa hàng hóa trước khi lên đường thì phụ anh khách hàng với mẫu quản lý nguồn rất là chất lượng đến từ DBX. Đây là phiên bản H860. Để các bác nhìn xem, là một trong những thiết kế giao diện rất là đẹp mắt và là một trong phiên bản hàng cực kỳ hiếm. Bên em đang xả với mức giá chỉ 1.200.000 đồng thôi. Nếu anh em là có nhu cầu thì liên hệ bên em Tùng Audio. Đây là hàng sớm nhất và hưởng được mức giá ưu đãi đặc biệt bên cả anh em với DBX H860 quản lý nguồn đến từ DBX cao nhá. Đội ngũ kỹ thuật bên em thì chắc chắn sẽ test hàng rồi để khi hàng đến tay anh em khách hàng, biết bao anh em về chúng ta ghép lối trực tiếp vào dàn máy âm thanh là sử dụng được và trải nghiệm được ngay. Đấy, với DBX H860 phiên bản quản lý nguồn cao cấp và có lọc nguồn cho anh em các nhá. Bây giờ thì cùng anh em kiểm tra lại một lần nữa về các tính năng và chất lượng của sản phẩm DBX H860 khi anh em mua hàng và đặt hàng từ cửa hàng em. Đấy, rất nhiều anh em đã và đang sử dụng cảm thấy rất là hài lòng và em Tùng thì quyết định nhập thêm những cái lô hàng mới phục vụ anh em. Hôm nay thì cũng vừa lên đường phục vụ anh em khách hàng nên làm ngay một video nữa để gửi cho anh em khách hàng chúng ta yên tâm hơn khi lựa chọn và trải nghiệm mẫu sản phẩm DBX H860 bên cửa hàng em. 8 ổ cắm phía mặt sau cộng thêm 2 ổ cắm phía mặt trước với mặt màn hình điện tử. Như vậy là chúng ta sẽ có ngay cho mình rất nhiều ổ cắm và có cả mặt màn hình để chúng ta biết được các nguồn điện chúng ta đang sử dụng như thế nào. Với các tính năng bật tắt rất đơn giản, các bác chỉ cần nhấn thao tác cho em vào nút SVK là có thể bật tắt theo chế độ tự động rồi. Ấn SVK chúng ta sẽ kích hoạt chế độ tự động tắt từ 8 về 1 hoặc là bật từ 1 lên 8. Đấy. Và các bác đã nhìn thấy các cái màu sắc đã chuyển màu tối rồi. Các cái ký hiệu CS1, CS8 chuyển màu tối, tức là đã ngưng trạng thái cấp điện. Một khi mà chuyển sang màu xanh là đã có trạng thái hoạt động bình thường các bác nhá. Rất đơn giản, chỉ cần nhấn nút SVK thôi. Anh em để tủ đồ, có thiết bị chúng ta chỉ cần bật tắt theo chế độ tự động cho em, nhấn SVK là có thể bật được cả dàn máy, tắt cả dàn máy rồi. Đấy, vô cùng đơn giản và rất là hiệu quả. Và ngoài ra nếu như anh em muốn bật tắt theo chế độ từng cộng thì rất là dễ dàng. Các bác hãy nhấn thao tác trên các phím mềm cho em. 1 đến 8 có thể nhấn được vào và chúng ta có thể bật tắt theo chế độ từng cổng. Muốn bật cổng nào tắt cổng nào các bác cứ thao tác trên thân máy cho em thôi, không có gì khó khăn cả. Đấy, để anh em bật tắt theo đúng quy trình, các bác hãy cắm cho em các đường cổng tín hiệu vào đầu vào trước nhá. Mic vang lên tiếng lọc xì 1 2 3 4. Cuối cùng âm đi công suất cũng đại, các bác cắm cho em 6 7 8. Thì khi mà chúng ta bật tắt theo chế độ tự động ấn SVK sẽ một sẽ bật theo quy trình đúng, không có hiện tượng kêu sôi sục cả loa. Một vài anh em thao tác sai thân máy đi. Em thấy nhiều bác bật tắt dàn máy âm thanh chưa bật đúng quy trình ấy, hay bị kêu, có hiện tượng kêu bụp ở loa, đúng không ạ? Và đó là khi các anh em bật tắt sai quy trình của dàn máy. Nên là khi chúng ta có quản lý nguồn này đã cắm đúng một lần thì lần sau các bác chỉ cần nhấn SVK này, chúng ta có thể bật và tắt cả dàn máy không có hiện tượng kêu xảy ra. Đấy, và bật tắt theo chế độ từng cộng rất là đơn giản. Át chống cháy C63 đây các bác, nhiều anh em hỏi cái át này nó át gì, có cần phải sử dụng và gạt hay không, thì đây là cái át tự động các bác nhá. Khi mà chúng ta sử dụng mà dàn máy âm thanh mà có vấn đề gì, cháy chập lỗ, người đã quá tải sét đánh xuống, át sẽ tự động ngắt ngay cầu ra, chứ là chúng ta không cần phải thao tác vào đây. Đây thì em chỉ hướng dẫn thôi và em miêu tả lại cái quá trình nó ngắt thôi. Đấy, thì là chúng ta sẽ thấy được là nó sẽ tự động ngắt khi mà phát hiện ra lỗi cháy chập lỗ. Cái này nó rất là nhạy. Đấy, khi mà chúng ta sử dụng có vấn đề gì liên quan đến cháy chập lỗ thì nó sẽ tự ngắt ngay cầu ra, đảm bảo an toàn thiết bị điện của anh em, tránh trường hợp xấu nhất xảy ra như là cháy cả dàn máy âm thanh. Có nhiều bác sử dụng mà không có quản lý nguồn thì dẫn đến hiện tượng là cháy chập lỗ cả dàn máy, không phải là ít trường hợp đó xảy ra đâu các bạn, rất nhiều đấy. Đấy, khi mà chúng ta để cháy đẩy cháy âm đi thôi thì nó có thể là cháy cả dàn máy là điều bình thường, vì là cái nguồn điện áp nó tải ra nó rất là lớn nên là nó sẽ gây hậu quả nghiêm trọng đến các thiết bị âm thanh khác. Và ngoài ra thì DBX H860 bên cả anh em về đấy các bác nhìn thấy nhà em khi gửi hàng đi anh em được quyền mở nội thất để kiểm tra các bác nhé. Anh em mà chưa tin tưởng thì chúng ta có thể mở nội thất, còn đa phần là quá nhận hàng về là em cứ gửi hàng chuẩn tốt nhất cho anh em, tránh trường hợp là bác mua hàng nhà em mà các bác khuyến cáo khuyến nghị thì nhà em cứ hàng đúng chất lượng, đúng như mẫu mã sản phẩm em giới thiệu và em gửi hàng đi cho bác để anh em yên tâm. Thợ thì mua nhà em thì chắc chắn là chúng ta sẽ cảm thấy rất là hài lòng thôi. Với bộ quản lý nguồn của DBX H860 sẽ có thêm một lọc nguồn, lọc tín hiệu, lọc nhiễu, lọc nguồn điện cực kỳ tốt cho anh em, đảm bảo an toàn thiết bị điện của anh em. Khi chúng ta sử dụng thêm cái cuộn lọc nguồn này thì nó lọc tín hiệu, âm thanh nó sáng tiếng hơn, nó sạch và nguồn điện nó cũng tốt hơn, tránh hiện tượng là bị mo ve hoặc có hiện tượng là bị sôi sục. Đấy, khi mà chúng ta sử dụng dàn máy âm thanh ra đi hay là sự kiện, chắc chắn rồi, một con quản lý nguồn không thể thiếu được với sự kiện phòng trà và gia đình, đó là DBX H860 bản màu trắng rất là sang trọng bên em. Đấy, và anh em đang có nhu cầu muốn sở hữu cho mình một mẫu quản lý nguồn chất lượng như là DBX H860 bản màu trắng thế này, bác liên hệ trực tiếp bên em Tùng Audio Hải Dương theo số điện thoại bên dưới màn hình 0979629336. Đây cũng lên được rất nhiều DBX H860 đây. Cảm ơn anh em khách hàng đã quan tâm và ủng hộ cửa hàng Tùng Audio với thiết bị âm thanh, đặc biệt là với phiên bản quản lý nguồn H860. Hy vọng là sẽ làm hài lòng tất cả những người khó tính nhất khi mẫu quản lý nguồn H860 xuất hiện trong dàn máy âm thanh gia đình, bảo vệ an toàn cho dàn máy quạc. Xin chào, em xin dừng lại tại đây. Hẹn gặp các anh em ở những video tiếp theo của Tùng Audio Hải Dương. Xin chào các bác.